Cuối tuần qua, Hiếu thứ hai xuất hiện trong đại hội âm nhạc bậc chất Gen DZ. Đông đảo khán giả trẻ, nhất là các cô gái đã hò reo, cổ vũ gọi tên Hiếu thứ hai. Trong một khoảnh khắc khi tương tác với khán giả, Hiếu thứ hai hỏi mọi người nếu có nhiều tiền thì thích ăn món gì. Bất ngờ, các fan nữ hét to, muốn ăn anh. Trước tình huống bất ngờ, Hiếu thứ hai duyên dáng đáp lại, ăn anh thì cần gì tiền, anh chỉ cần tình yêu thương. Cầu thả thính ngọt ngào khiến người hâm mộ càng phấn khích. Nam rapper đã có buổi biểu diễn vô cùng thành công. Trương Minh Hiếu, hay còn có nghệ danh là Hiếu thứ hai, sinh năm 1999 là sinh viên của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng gây bảo mạng xã hội bởi ngoại hình bảnh trai, ấn tượng hơn so với nhiều thí sinh khác. Sau khi xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình King of Rap và càng được yêu mến qua chương trình hai ngày một đêm.